Ok, chào mọi người, và hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một con vật, con vịt. Đó, mình sẽ tô màu con vịt này nhé. Anh em có thể học hỏi không được thôi. Tốt rồi. Ok, và để đỡ mất thời gian của mọi người, bắt đầu luôn nha. Bạn cả của Doraemon. Đúng rồi, lớn chỗ nào? Kệ, đây là bộ vịt thứ hai của Doraemon nha. Lạ lắm. Cái này nó lạ lắm. Đây là bạn gái xếp sau Mimi của Doraemon. Bây giờ thì mình sẽ cùng mọi người cho con mèo này nha. Rất là khó lằng nhằng nha. Mình sẽ xem cho ta nhà màu hồng nha. Mỗi nhà mình cũng cần màu hồng luôn. Mọi người ơi, con mèo này màu trắng là đẹp nhất rồi, mà không cần tông màu trắng nữa đâu. Ok, ơi, tốt rồi. Mình có màu nha. Mình sẽ cho con mèo này màu hồng. Đó, chúng mình sẽ cắt cái này ra để có thể phân biệt màu của cái gì và cái gì nhé. Đây, cố gắng nhìn cho kỹ vào. Hay 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 hay. Nãy về lại em ở đây này. Ồ, đẹp luôn anh em nhỉ. Cái bên dưới là mình tô nhầm màu đấy, nhưng mà vẫn ok, vẫn ok, vẫn được. 10 điểm. Xanh dương. Quá đẹp, xuất sắc. Mặc dù là một màu da thì nó thay đổi gì? Suy nghĩ này nha. Đó. Mình vẫn chưa biết là tiếp theo là dùng màu gì đây. Thì nó đẹp sẵn rồi. À, đương nhiên là phải vẽ thêm vài cái tua rồi. Đó, hai tô màu này chấm lên nha. Và chúng ta sẽ sử dụng màu da và tô thật may để nó tôn cái da của mình lên. Ok, và bây giờ chúng ta đã gần xong con vật này rồi. Anh em có thể chiêm ngưỡng. Ok chưa? Ok chưa? Ok chưa? Ok chưa? 10 điểm nhỉ? Tốt rồi. Phần kia thì đầu cam. Đẹp luôn, 10 điểm. Này, anh em có thể nhìn ra ánh sáng là nó sẽ thành màu vàng nha. Đây. Càng ánh sáng nó thành màu vàng, không nên là màu cam nha. Hai màu nha anh em. 10 điểm. Miếng đau không hả? Biết. Sao mày cứ làm tao mày đau ấy? Mày còn khỏe. Mày hỏi còn khỏe. Nhũ còn khỏe. Mình dùng quẻ. Imo. Sao
Sắp đã. Ok, tốt rồi. Và đây chính là bức tranh về bạn gái thứ hai của Doraemon. Nha. Bây giờ mình sẽ đến bạn gái của Doraemon. Bạn gái thứ hai của Doraemon. Và mình sẽ bắt đầu câu tiếp nha. Ủa, bạn gái của Doraemon. Em thích tôi không nhà xin không? Một màu sợ rồi đấy. Em xem đi, học hỏi đi, vẽ tô gì tô đi. Rồi cho em tập tô đấy. Không sáng không? Phải mua nè. Không. Sáng quá. Đấy, đã một màu nha. Xong chưa nha? Đi nữa anh nào đi, em có bên nào đâu. Ok. Chị ta nạp vào game ta nhá. Đỡ phải tìm cách thì tìm cũng có đi học không? Cúp. Đó, thương có đi học không? Vừa ơi. Anh nhìn nó ở đây mà luôn. Em đã cố tình quên rồi. Đấy. Anh còn nhắc lại. Em đơn giản với như em không nhớ một cái gì rồi mà. Quê. Tốt rồi. Thôi vẽ lại cho nó xấu hơn tí. Anh cũng giả vờ quên nhắc em đi học đúng không? Hả? Anh cũng giả vờ quên nhắc em đi học. Con mày, tao buộc mày đi học, mày bảo không thì đâu. Thì em tưởng đến cuối, đến gần giờ đi học, anh phải giúp em. Thế. Chào mọi người, lên tốt cho mình nha. Mình vẽ nhầm rồi nhưng mà là... Ok. Mình hỏi là phun ra những quả bong bóng. Hay 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 hay